Hà Tăng là hình tượng dâu hào môn chuẩn nhất trong mắt chị em. Đẹp là một cái sự hỗ trợ, nó giúp cho con đường của mình đi dễ dàng hơn. Nhưng mà để mà đạt được những cái sự thành công thì mình cần hơn nữa những cái sự cố gắng, một chút sự may mắn và sự nỗ lực của bản thân. 12 năm hôn nhân viên mãn với ba con. Đã bước sang năm thứ 12, Hà Tăng rời xa showbiz để lui về làm người phụ nữ của gia đình với ba đứa trẻ. Có thể thấy từ khi sánh đôi cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn, Ngọc Nữ một thời rất ít khi lộ diện trước truyền thông trừ những sự kiện của nhãn hiệu thuộc tập đoàn nhà chồng. Thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cô nàng luôn gây chú ý. Hà Tăng vừa check-in một sự kiện thời trang của thương hiệu trang sức Swarovski tại Milan, Ý. Hình ảnh của nữ diễn viên ngay lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ đẹp quý phái, đậm chất hào môn. Trong đoạn clip ngắn, nữ diễn viên thả dáng trong chiếc váy đen ôm trọn dáng người, lưng khoét sâu kết hợp cùng khăn lụa sang trọng, mái tóc búi cao càng tôn lên thần thái của một phu nhân danh giá. Lâu không xuất hiện, lần này Hà Tăng bất ngờ đánh úp tại Ý trong sự kiện triển lãm của thương hiệu Swarovski bên cạnh ông xã Louis Nguyễn. Đây cũng là thương hiệu trang sức pha lê nổi tiếng của Áo được phân phối độc quyền ở Việt Nam thông qua công ty gia đình chồng Hà Tăng. Kể từ khi lấy chồng, Tăng Thanh Hà rời bỏ showbiz lặng thầm chăm sóc phục vụ chồng và khi có hai con thì dành tình yêu tuyệt đối cho chúng. Bên cạnh danh xưng nàng dâu hào môn, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn và thành công với sự nghiệp riêng khi từng lấn sân kinh doanh thời trang, nhà hàng và mắt kính. Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà giữ lối sống kín tiếng và giản dị. Cô không khoe về cuộc sống giàu sang hay hàng hiệu, mà thường là những thú vui bình dị, mộc mạc. Dù bận rộn, Tăng Thanh Hà luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình như tự mày mò, tìm kiếm các công thức rồi vào bếp chuẩn bị cho chồng con. Cô từng khoe thành quả sữa hạt tự nấu cho con hay những món ăn đặc biệt cho gia đình, bạn bè. Tăng Thanh Hà từng khiến chị chồng cảm động khi vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang vào viện thăm lúc mới đẻ. Nữ diễn viên cũng từng vào bếp nấu nướng, thiết đãi bữa tiệc hải sản với bạn bè trong đoàn phim Bỗng Dưng Muốn Khóc nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt phim. Ngoài việc nội trợ, Tăng Thanh Hà cũng chăm chút nuôi dưỡng tâm hồn các con. Cô dành thời gian dạy con đọc sách, dạy con làm việc nhà và dụ con ngủ. Cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi tận dụng những vật dụng như tấm bìa các tông cũ, bút màu, giúp các nhóc tì có những phút giây chơi đùa vui vẻ. Ngoài chăm sóc và giáo dục con ở nhà, Tăng Thanh Hà thường cho con đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời để thêm năng động và học hỏi những điều thú vị. Cả ba nhóc Richard, Chloe và Mason đều ngoan ngoãn, mê đọc sách và đặc biệt sống rất tình cảm, thích thể hiện lời ngọt ngào với cha mẹ. Ngoài chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà rất yêu chiều thú cưng và chăm chỉ làm nông dân. Từng chậu cây cỏ, hoa lá, cây ăn quả, rau xanh được bà xã Louis Nguyễn chăm chút, bày trí đẹp mắt trong khoảng sân của biệt thự riêng. Nói về cuộc sống của mình, Tăng Thanh Hà từng thổ lộ: "Tôi nghĩ không có điều gì là tuyệt đối bởi mỗi người có một cách nhìn khác nhau về sự hoàn hảo. Trong xã hội, ai cũng có một hoàn cảnh và những nỗi lo toan riêng, tôi cũng không nằm ngoài phạm vi ấy. Tuy nhiên, tôi luôn sống với quan điểm, hãy hài lòng với những gì đang có và mỗi ngày tìm niềm vui cho mình. Tôi từng sống khó khăn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc với nó. Còn cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đi ngủ và thức dậy, tôi đều thấy bình yên." Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!